Hôm nay mình sẽ ăn thử loại xúc xích vòng hun khói, loại này của Nga. Món này trọng lượng 350g, mình mua với giá 158k. Nếu mà đeo vô cổ thì gọi là xúc xích vòng cổ. Ngôn ngữ trên bao bì hình như ngôn ngữ nước ngoài. Cái cây xúc xích rất là to các bạn. Chỉ biết là món xúc xích vòng hun khói. Nó không có chỗ xé bao bì các bạn. Mình sẽ cắn vậy. Wow. Mời các bạn ăn thử cùng mình nhé. Nó có vị mặn mặn các bạn. Ăn miếng thứ hai thì nó khá ngon các bạn. Có thể là ăn kèm với tương ớt hoặc nước chấm sẽ ngon hơn. Sẽ áp chảo hoặc nướng sơ thì nó sẽ có cái vị ngon hơn.